Để tiếp theo chương trình sẽ là tiết mục Tình yêu của tôi đến từ câu lạc bộ Tổ dân phố Chùa. Và sau tiết mục này là tiết mục Mưa trên quê hương. Xin mời các phụ công chuẩn bị. Đến từ câu lạc bộ Tổ dân phố Chùa. Và để tiếp nối chương trình giao lưu văn nghệ ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với một nhạc phẩm vô cùng ý nghĩa mang tên Mưa trên quê hương dưới sự thể hiện của ca sĩ không chuyên Trần Hải. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.